Nhanh 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 nhanh. Ok. Chứng minh tứ giác C gì đây? H K N. Nội tiếp đường tròn thì thấy góc này góc gì rồi? Góc vuông đúng không? Thì phải chứng minh góc này vuông nữa. Chốt chưa? Dạ. Bắt đầu nè. Ba có góc gì? M A B. B thôi phải lộn. Ta phải nói là M O B bằng hai lần M A B. Chốt. Tiếp C O M bằng hai lần C A M. Chốt. Mà B A M bằng C A M. Lý do đường này đường phân. Phân giác đúng chưa? Hiểu không? Suy ra hai góc này như thế nào? Bằng nhau mà đánh giác gì? Cân tại đâu? Mà đường này đường gì? Suy ra đường gì? Suy ra gì? Vuông góc, sau đó xét tứ giác gì? C H K N. Ta có C H N bằng 90. Xin lỗi, C H N bằng C K N bằng 90 độ. Suy ra tứ giác này nội tiếp được đường tròn. Hiểu không? Viết vô đi.